Hoàng Vũ xin trân trọng kính chào quý nhà nông và quý khán giả đã đến với chương trình đặc biệt trên kênh YouTube An Phát Nông. Bà con thân mến, có câu mùng 1 là Tết mẹ cha, mùng 2 Tết bạn, mùng 3 Tết thầy. Với ý nghĩa đó thì trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Vũ xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Huệ, nhà giáo ưu tú, nguyên trưởng khoa nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ sẽ đến tham gia cùng chúng ta. Vâng, con xin đại diện quý nhà nông và anh em thực hiện chương trình kính chào lại. Chào Vũ, chào bà con nông dân, chào tất cả các bạn đang xem chương trình. Vâng, bà con thân mến, thì chúng ta cũng đã trải qua những cái ngày đầu năm Giáp Thìn đó bà con. Và chắc chắn là mình cũng vừa tiệc tùng và mình không quên cái chuyện đồng áng. Và sẵn đây thì mở đầu chương trình, con cũng xin được phép hỏi thầy một ý này. Với cái năm Giáp Thìn năm nay thì thầy đã đón Tết như thế nào? Cũng như là những cái chuyến công tác đầu năm đó thầy, thì mình có lắng nghe được những cái tâm sự của nhà nông trồng lúa không nè? Bà con biết là tôi đi trên trên xe mà nhìn các cái cánh đồng á, mình thấy rất là vui. Vui ở cái chỗ là một là cái cây lúa trên đồng nó gần như là ở cái tình trạng mà gọi là rất là khỏe. Mặt bằng của đồng ruộng rất tốt, cỏ rất ít. Cái điều đó nó thể hiện cho cái chỗ là bà con nông dân mình chăm sóc cái cây lúa rất là cẩn thận. Hồi trước thì mình thấy chẳng hạn như có thể là chết lung chết dũng này kia, chứ bây giờ là đều hết trơn. Và cái thứ hai nữa là trên đồng ruộng thì mình thấy cái sự hiện diện của bà con ở trên ruộng nó cũng đông hơn so lại với trước kia. Thì cái điều đó nó phản ánh cái gì? Phản ánh cái chỗ là bà con mình cưng cái cây lúa dữ lắm. Mà sở dĩ cưng cái cây lúa là bởi vì cái cây lúa hiện giờ đang đem lại một cái niềm vui cho bà con nông dân mình về cái vấn đề về kinh tế. Thì người ta cũng có nói đây là một cái cơ hội ngàn năm có một, nên bà con nông dân của mình cũng đã khai thác cái cơ hội này rất là tốt. Mà có lẽ cái cây lúa nó cũng thấy được cái niềm vui đó của bà con nông dân, tức là bà con nông dân của mình thấy rằng đang trong cái thời điểm mà cái giá lúa nó đang tốt như thế này, nên muốn làm sao mình nhanh chóng có được nhiều lúa. Nên cái cây lúa như vậy năm nay tôi cũng thấy hình như là nó cũng vui, nó tưởng đồng nó cũng sớm hơn nữa. Sớm hơn năm mấy ngày như vậy đó. Tình ra như vậy là có nghĩa là tưởng đồng sớm hơn thì nó sẽ trổ sớm hơn, bà con sẽ thu hoạch sớm hơn để chạy đua với cái giá lúa. Mà bà con mình tôi nghe thấy cũng hay đó anh Vũ. Là cái chỗ là biết rằng cái giá lúa này đây là một cái cơ hội, không phải là nó sẽ đứng đỉnh cao như thế này hoài được, mà đến một lúc nào đó rồi thì có thể nó cũng sẽ trở về cái gọi là cái cân bằng, cái bình thường trở lại của nó. Nên trong cái thời điểm mà cái cơ hội như thế này thì bà con mình cũng đã tranh thủ để làm sao chộp được cái cơ hội này để mà thu lại cho cái cơ hội này. Thì cái điều đó mình thấy rằng bà con mình đánh giá vấn đề cũng rất là sát. Có nghĩa là không phải là cái giá lúa này nó nằm miếng như thế này mà mình cứ lo mình rủng rỉnh mình ấy. Nhưng mà cái gì cũng vậy, cái cơ hội thì nó cũng kèm theo cái thách thức. nên đầu năm có thể là chắc mình cũng có một vài cái trao đổi với bà con những cái thách thức đó một chút. Dạ, kính thưa thầy, thì qua những phân tích của thầy, con cũng có chia sẻ một số tin vui này. Có nghĩa là cái trà đông xuân sớm đó thầy, thì nếu mà thuận lợi hết, có những nhà nông thu hoạch được 8 tấn trên hecta và giá bán là từ 10.000, 10.200 có luôn. Và một số nơi đặc thù thì quý anh chú mình cũng có ruộng lúa bị nhiễm mũi hành nè, rồi nhiễm rầy phấn nữa. Nhưng mà có câu người không bỏ lúa thì lúa không phụ người. Bà con mình cố gắng cải thiện thì những cái ruộng lúa đó bà con cũng thu hoạch được là từ 6 tấn ăn lên hết trơn rồi. Và hiện tại thì cái tình hình canh tác của chúng ta đó, sau khi Tết Nguyên Đán của chúng ta thì nó vẫn còn có cái trà lúa đông xuân muộn mà đang ở giai đoạn đồng chỗ thầy. Cho nên thì qua cái gợi ý của thầy thì chắc là cái phần tiếp theo của chương trình chúng ta sẽ
phân tích những cái vấn đề để giúp cho cái trà lúa đông xuân muộn giai đoạn đồng vụ đến chín nó sẽ được nhiều thuận lợi hơn. Tại vì giá sau Tết nó có sụt nhưng mà đâu đó nó cũng còn khoảng 8,000 mấy, 9,000 cũng rất là thơm đó bà con ha. Vâng, kính thưa thầy, thì thường cái này đầu năm mình gặp những cái người lớn, những cái tiền bối thì mình hay dồi dĩnh cái tiền lì xì, và con nghĩ thì với những nhà nông cái lì xì thì nó không chỉ đơn giản là hiện kim mà là những cái giải pháp canh tác giúp cho nhà nông có được một cái vụ mùa thắng lợi. Do đó thì hôm nay thì bên anh em có tập hợp được những cái bao lì xì là những cái câu hỏi mà nhà nông gửi về, thì bây giờ con xin được phép mở, được đọc thầy trả lời cho nhà nông, giúp cho nhà nông được trúng mùa hay rồi ha. Rồi bà con thân mến, thì ở đây nó có những cái bao chắc là trả lời cái này cũng trả lời theo kiểu lì xì thôi chứ không phải những cái bao ngẫu nhiên đó bà con. Thì đây là những câu hỏi mà quý anh chú đã gửi về, và ngay từ những đêm 30 mùng 1 chứng tỏ là cái việc đồng áng trên đồng cũng rất là gấp, bà con mình mới nôn như vậy. Thì mình theo thứ tự đó bà con ha. Đây là một cái bao đỏ. Dạ. Dạ, và Hoàng Vũ sẽ đọc vấn đề của nhà nông và thầy sẽ lì xì chú anh quý chú bằng những cái giải pháp kỹ thuật các bà con ha. Dạ thưa thầy, nội dung câu hỏi đầu tiên: tại sao lúa đông xuân sớm có đồng sớm nhưng lại chỗ chậm? Có phải do gần Tết tiết lạnh hay không? Và việc chỗ chậm quá thì nó có làm lúa thất hay không? Dạ có ba ý rồi: có đồng sớm là chỗ chậm, và chỗ chậm gì thì không biết có ảnh hưởng gì tới năng suất hay không. Con xin mời thầy sẽ lì xì một cái giải pháp canh tác cho nhà nông. Cái vấn đề về chỗ đồng sớm, tại vì mình so với cái bình thường mình gọi là sớm, chứ còn có bản thân của cái cây lúa thì tự nó cũng đã biết được khi nào tới cái thời điểm nó tích lũy đủ cái nguồn năng lượng thì nó sẽ chuyển qua cái gọi là sinh sản, mà người ta gọi nó là cái tổng tích ô. Có nghĩa là cái nhiệt độ năm nay cái nhiệt độ của nó như thế này nên cho phép nó tích lũy đủ một cái nguồn năng lượng của nó nên nó chuyển qua sinh sản. Nên tôi nói năm nay vậy, nhưng mà ở đây vì có lẽ là đầu năm nên cũng chưa không có giải thích. Để bà cái này đến chi, để bà con mình yên tâm rằng cái tượng đồng sớm không phải là một cái bất lợi, mà là đó thể hiện cái chỗ là cái cây lúa nó tiếp nhận được một cái điều kiện tự nhiên rất là thuận lợi cho nó, để nó tích lũy đủ nguồn năng lượng rồi để nó chuyển sang cái giai đoạn gọi là sinh sản. Nên bà con mình yên tâm. Dạ như vậy này. Thì việc nó có đồng sớm mà chỗ chậm thì có ảnh hưởng tới năng suất không này, có thất không này? Không, cái chỗ đồng sớm thì là bây giờ mình tách ra một cái yếu tố riêng đi. Có nghĩa là chỗ đồng sớm có nghĩa là nó chuyển từ cái giai đoạn mà sinh dưỡng qua giai đoạn sinh sản, tức là cái tiêm đèn một ly. Ví dụ như thay vì hồi trước kia cái giống lúa mà 100 ngày thì 45 ngày nó mới có tiêm đèn một ly. Nhưng mà năm nay thì có thể là khoảng gần 40 ngày gì đó là nó đã có cái tiêm đèn rồi, tức là nó sớm hơn 5-7 ngày. Cái điều đó bà con mình không phải lo. Cái đấy là cái mà coi như là cái cây lúa mình nó khỏe đủ nên nó đã chuyển qua cái đó. Còn bây giờ là chỗ gọi là chỗ muộn, tôi chưa có nắm được cái ý của em ở đây. Bởi vì bà con biết là trong cái vấn đề chỗ của cây lúa chúng ta tách ra là hai cái. Một là chỗ thoát nhanh. Chỗ muộn có nghĩa là ví dụ như bây giờ từ khi tiêm đèn tới một ly, tiêm đèn một ly đó, cho tới khi lúa mà 50% cái số cây trong ruộng lúa của mình trổ, gọi là trổ đồng đó, thì mất vào khoảng 25 ngày. Trổ muộn có nghĩa là ý em nói ở đây là trổ 30 ngày mới trổ. Hay là trổ muộn ở đây là một cái cây lúa mà cái đồng như vậy là nó lên nhích nó trổ xóa không nhanh. Dạ cái này thì theo thực tế con đã hiểu được cái ý nhà nông. Có nghĩa là từ lúc nó đứt bắp, nó lúa cổ đó này, tới khi nó rộ ra như bình thường thì nó lâu hơn so với thông thường, chứ không phải là từ 25 mà nó lại tăng lên 30. Có nghĩa là nó chỗ thoát ra chậm hơn bình thường. Thành nữ ra tôi nắm cái chỗ đó nó khác ha. Nghĩa là chỗ thoát và chỗ rộ nữa. Rộ có nghĩa là trong cái ruộng lúa như thế này, mà tôi nghĩ rằng với cái cách canh tác của bà con mình năm nay, tôi nghĩ rằng chỗ thì rộ, nhưng mà đúng là như anh Vũ nói là
cái thời gian mà gọi là trổ thoát ra nó không có được nhanh. À, cái điều đó thì rõ ràng là coi chừng do ảnh hưởng của cái yếu tố, nhất là nếu như mà cả một cái vùng mà rộng lớn mà nó bị như vậy thì coi chừng vấn đề yếu tố thời tiết. Bởi vì một cái cây lúa mà trổ thoát lên nhanh như thế này là nhờ nó dương cái lóng một. Cái lóng mà trên cùng á. Nó phải dương như vậy là trong vòng 3 ngày mà nó dương như vậy là khoảng trên 2 tấc. Trên 2 tấc. Thì mỗi một ngày như vậy là nó phải dương khoảng cỡ chừng 7 hay là 8 phân. Mà dương như vậy có nghĩa là cái sự giãn dài của cái tế bào ở chỗ lóng một này nó phải giãn, mà muốn giãn như thế này thì nó phải nhờ một cái hormone tăng trưởng. Thì hormone đó có thể là gibberellic acid hay là cái prasinolid. Nhưng mà khi cái cây lúa mà bị một cái stress gì đó thì cái chính cái stress đó nó sản sinh ra cái một hormone ức chế tăng trưởng, nó đè bẹp cái hormone tăng trưởng này. Thành ra cái sự dương lóng của hôm này lên đó, nó sẽ lên rất là chậm. Mà nếu như mà chậm tới cái mức độ mà nặng quá thì nó đi tới cái chỗ là nghẹn đồng. Mà cái chỗ chậm này á, về mặt mà thời tiết thì khi mà cả một cánh đồng bị. Còn nếu mà trong ruộng của mình mà chẳng hạn như cái con rầy phấn trắng đi. Yeah. Khi mà nó tấn công mà nhiều khắp ở trên cái đại trà như thế này thì con rầy phấn trắng, cái thiệt hại của nó không chỉ là cái vấn đề nó hút mất một cái số nhựa, không chỉ là do nó truyền cái virus, mà nó còn có một cái nữa là khi mà nó chích vô trong cái cây lúa như thế này đó á, thì trong cái nước bọt nó sẽ tiết ra một cái enzyme, mà cái enzyme đó nó sẽ làm cho ức chế cái sự tăng trưởng, có nghĩa là nó có liên quan tới cái hormone mà tăng trưởng kia, nên nó làm cho cái cây lúa như vậy là trổ chậm lại, mà chậm tới cái độ mà có thể dẫn đến nghẹn đồng. Nghĩa là nó chưa hoàn thiện gì hết trơn thì cái lúa nó phải giọt ra để mà cái hoa nó nở, để nó thụ phấn thụ tinh để nó thành hạt. Nhưng mà bây giờ nó nhít như thế này không được, nó trổ ngang không, nó nghẹn đồng nằm đó. Thành ra những cái hạt, những cái hoa lúa nào mà trổ thoát ra ngoài thì vẫn có thể thụ phấn thụ tinh để thành hạt. Nhưng mà còn những cái hoa lúa mà còn mắc kẹt ở trong á, ổng không hư luôn. Yeah. Thành ra cái đấy là cái nguy hiểm, là cái chỗ là nếu như mà đồng loạt thì có thể là thời tiết, cũng có thể là do một số cái dịch hại nó dẫn tới cái đó. Thì nếu dịch hại thì tôi nghĩ rằng bà con mình biết. Yeah. Bà con mình nhìn quan sát, mà nhất là cái trà lúa năm nay đó, coi chừng cái vấn đề về cái con rầy phấn trắng. Nên cái chỗ tôi nói lúc nãy đó là cái cơ hội đi kèm với cái thách thức. Cái cơ hội thì giá lúa nó có, đồng ý rồi. Thời tiết thì thuận lợi, đồng ý rồi. Nhưng mà vấn đề là bà con mình cưng cái cây lúa quá, nên bà con mình nhiều khi nghĩa là muốn bảo vệ cái cây lúa mình một cách quyết liệt, nên nhiều khi thấy một số cái sâu hại như thế là bà con mình đem thuốc, bà con mình phun ngừa liền. Yeah. Ngừa chứ không phải lấy nữa, thậm chí ngừa nữa, thấy lác đác. Đúng ra là người ta nói là trị sâu là phải tới cái ngưỡng nào đó thì mình đã trị, chứ nếu không nó ảnh hưởng tới thiên địch. Nhưng mà do mình cưng cái cây lúa quá, bởi vì nó đem lợi cho mình, bà con mình nhiều khi lại bảo vệ nó một cách quyết liệt, thì đấy là cái vấn đề, là cái thách thức của mình đó. Bây giờ bà con mình đồng ý cái giới cái giá lúa này mình phải nuôi cây lúa cho thật là tốt rồi, nhưng mà trong cái vấn đề phòng trừ dịch hại đó mình cũng phải theo cái gọi là cái quy trình đã hướng dẫn từ trước tới nay để đảm bảo rằng các cái dịch hại này nó không có bùng phát. Chứ bây giờ giá lúa có, mình để dịch hại bùng phát, mình tốn kém để trị mấy con dịch hại này mà lại ảnh hưởng đến cái năng suất lúa nữa, như vậy là bất lợi bất cập hại. Yeah. Thành thử ra cái mà tôi nghĩ rằng nhất là những cái trà lúa mà hồi nãy Vũ nói là sẽ còn một cái trà lúa trổ muộn á, thì nó sẽ hưởng hết những cái mà bất lợi. Yeah. Của cái vụ của mình, những cái trà lúa mà đã thu trước đó, nên mình phải cẩn thận cái việc đó. Dạ, yeah. Kính thưa thầy và kính thưa quý khán giả đang xem chương trình, coi như chốt lại ý của thầy nữa, phân tích đó bà con. Thì việc mình lúa có đồng sớm là một cái điều bình thường, nhưng mà bây giờ lúa chỗ chậm thì mình phải can thiệp. Nếu như là do thời tiết đó bà con, do lạnh thì mình thêm vào những cái nhóm chất điều hòa sinh trưởng để mình giúp cho lúa mình trổ thoát. Còn giả sử do một cái loại dịch hại cạnh tranh dinh dưỡng đó, thì bên cạnh việc bà con mình xử lý, mình cũng phải thêm phân phướng thêm. Thì khi mà cái ruộng lúa của chúng ta đã trổ ra được một cách hoàn toàn rồi thì bà con mình sẽ yên tâm về phần năng suất các bà con ha. Thì qua đó cũng xin chúc mừng nhà nông đầu tiên của chúng ta đã được thầy lì xì một cái điều rất là lớn, đó là cái sự an tâm này. Coi như là có đồng sớm thì lúa mình cũng không sao hết. Vậy thì bây giờ con xin phép được mở một cái bao lì xì thứ hai đó thầy ha. Không biết là có liên quan đến vấn đề gì hay không.
Nhưng mà cái việc mà chỗ chậm có đồng sớm con thấy nó cũng thời sự trong năm nay thôi. Dạ đây thì cái vấn đề đầu tiên. Dạ rồi. Lúa bị đỏ chết do thời tiết thì thầy có hướng dẫn phun xịt Rhinolite. Như vậy phần chớp bị đỏ có phục hồi màu xanh lại không? Hay là chỉ bảo vệ những lá ra sao không bị đỏ chớp? À cái vấn đề này thì con nghe con cũng thấy rõ là có nghĩa là giờ nó bị đỏ chớp, thầy chỉ là sử dụng Rhinolite thì có làm cho cái phần đỏ nó xanh lại không, hay là chỉ bảo vệ được những cái lá ra sao nó bình thường thôi? Thì đây là một cái công trình nghiên cứu rất là nhiều năm của thầy, con xin mời thầy sẽ chia sẻ ý kiến cho nhà nông. Cái câu hỏi này rất hay, bởi vì có lẽ là bà con mình cũng thấy ở trên cái dinh dưỡng cũng vậy nữa. Thí dụ như một cái lá lúa mà nó bị vàng do thiếu đạm, mình lấy đạm mình đưa vô một cái là cái diệp độc tố nó sẽ được phục hồi, nó sẽ xanh trở lại, thiếu đạm á. Nhưng mà cái đó là nếu mà thiếu kali thì lại là hoại tử, có nghĩa là trái hai bên mép lá rồi trái chóp lá. Thì khi mà nó bị như vậy rồi thì bà con đưa kali vô á, nó cũng không phục hồi cái đó được, bởi vì nó gọi là hoại tử. Tôi sẽ dễ tôi đưa cái đó ra để bà con biết rằng là khi cái cây lúa của mình mà bị để nó bị stress như vậy, thì khi mà cái cây lúa bị stress thì trong bản thân cây lúa tiết ra những cái chất oxy hóa cực mạnh. Mà cái oxy hóa cực mạnh chẳng hạn như H2O2, cái chỗ mà bà con rửa vết thương đồ này kia đó, oxy già đó nó giết chết các cái tế bào vi khuẩn. Nên khi mà nó ấy như vậy thì nó sẽ gây ra tổn thương của cái tế bào lá ở trên cái chóp đó rồi. Nên đúng là cái câu hỏi rồi cũng tự trả lời luôn. Tôi thấy anh em mình cũng, bà con nông dân mình hiểu cũng rất rõ. Có nghĩa là để bảo vệ cái những cái lá sao, hay là để cho cái ngay cả cái lá đó nhưng mà nó sững, nó dừng trở lại để mình giải tán các cái độc tố đó đi, để nó đừng có gây tổn thương nữa. Chứ cái tế bào đó nó đã gây tổn thương rồi thì cái chóp lá đó thì mình chấp nhận. Nhưng mà thật ra cái chóp lá nó bị như thế này rồi sau đó những cái lá khác nó ra thì nó cũng phục hồi thôi. Vâng, vậy chốt lại thì thường thực tế là cái việc ảnh hưởng do lạnh đó bà con. Cái chớp bị ảnh hưởng thì cái diện tích nó cũng không có quá nhiều để ảnh hưởng đến năng suất. Do đó thì thầy đã đính chính một thông tin. Nhưng mà em vẫn chúc anh là những lá sao nè ngon lành và coi như là nó vẫn đủ cái bộ lá để nó giúp cho những bông lúa vào gạo tới cậy anh ha. Dạ rồi, thì mình tới cái bao lì xì số 3 rồi đó. Không biết có gì đặc biệt nữa hay không đây. Rồi, Hoàng Vũ xin được đọc một vấn đề của nhà nông. Lúa trổ ra bị trắng đầu bông, có phải do giống yếu hay không? Cái này thì con cũng đã chứng kiến rất là nhiều ruộng lúa rồi. Có nghĩa là khi trổ ra một số cái hạt ở trên đầu bông nó bị trắng, nó bị hư đi. Và nhiều khi thì quý anh chú mình nói là do lúa sung nó chỗ lẹ quá, nhưng mà kiểu cái phần đầu nó nông ra không có kịp đó thầy, cho nên mấy phần đầu nó bị hư. Nhưng mà con nghĩ cái vấn đề này thì nó phải chuyên sâu hơn chứ không đơn giản là như vậy. Thì nhà nông có đưa ra là do giống bị yếu, thì theo quan điểm về khoa học thì thầy nhìn nhận như thế nào đó hả? Cái này thì cái từ dân gian bà con còn gọi là bể đầu bông. Bể đầu bông có nghĩa là khi cái bông lúa, cái đồng lúa mà trổ thoát ra rồi thì thụ phấn thụ tinh để thành ra hạt ấy, thì nguyên cái đó mình gọi là bông lúa. Nhưng mà quan sát kỹ thì ở trên chóp á, ngoài chóp á, nó có một số cái dấu vết của một cái hoa lúa mà bị thoái hóa. Ở đây á, nếu mà bà con xem kỹ đi, cái ngoài cái chóp mình gọi là bể cái đầu bông này á, nó không phải là một cái hạt lúa bị lép, có nghĩa là hai cái vỏ trấu của nó không phải là bình thường. Tôi cũng đã hướng dẫn cho bà con của mình cái cách nhận diện là cái bể đầu bông đó là do sảy hoa hay là sảy hạt. Sảy rồi. Sảy có nghĩa là mất đi, giống như sảy thai vậy đó. Sảy hoa có nghĩa là trong cái giai đoạn mà lúa làm đồng đó. Thì lúa làm đồng thì cái đồng lúa là gì? Đồng lúa là một cái phát hoa mà trên đó nó có nhiều cái hoa lúa. Thì trong cái thời gian mà làm đồng thì cái hoa lúa này phát triển để cuối cùng hình thành ra một cái hoa lúa hoàn chỉnh để nó trổ đồng ra đó. Thì nó mới mở hai cái vỏ trấu như thế này
rồi nó thụ phấn thụ tinh, thì lúc đó mình gọi là đẻ hạt, gọi là tạo hạt. Nếu như mà bây giờ bà con quan sát kỹ ở trên cái đầu bông như thế này, mà hồi nãy bà con nói trắng đầu bông hoặc là từ gọi là bể đầu bông đó, là cái này đó là nó không hình thành ra một cái gọi là một cái hạt lúa hoàn chỉnh, tức là hai cái vỏ trấu nó dặn dẹo, nó nhiều khi nó giống như một cái tờ giấy, nó uốn éo trắng phao cái kiểu vậy đó. Cái đấy là xảy qua, tức là nó đã bị hư trong cái thời kỳ làm đồng, chứ không phải là do trổ ra rồi mà cây hoa lúa đó không thụ phấn thụ tinh. Nếu mà trổ ra rồi, một cái hoa lúa hoàn chỉnh mà trổ ra rồi mà không thụ phấn thụ tinh mà nó bị lép á, thì hai vỏ trấu nó vẫn bình thường, nó vẫn lớn như là người ta. Nhưng mà lúc đó là nó có thể là bị trắng đi, hoặc là có thể là bị kèm theo cái vi khuẩn tấn công, như cái vi khuẩn mà gây lép vàng. Bà con thấy nó cũng có vỏ trấu đàng hoàng nhưng mà nó lép ở bên trong hết trơn, cái đó gọi là lép hạt hay là sảy hạt. Có nghĩa là giai đoạn sau. Thì vậy tôi chỉ kỹ như vậy để chỗ anh Vũ cũng muốn đi tìm sâu hơn á, thì do ở cái thời điểm gọi là tạo ra cái hoa lúa, mà cái hoa lúa này thì như vậy là rõ ràng là trong cái thời điểm mà cái việc mà hình thành cái hạt phấn á, cái hạt phấn lúc đó ở bên lúc mà hình lúc mà làm đồng đó hết, thì khoảng cỡ 10 ngày sau khi bà con bón đón đồng, thì lúc đó là ở bên trong của cái hoa lúa nó đã bắt đầu giảm nhiễm để tạo ra cái hạt phấn. Để nó tạo ra cái hạt phấn. Nhưng mà cái lúc này cái việc mà gọi là cái ảnh hưởng, cái tương tác, tôi thấy cái này là do kiểu gen, là với cái môi trường nhiều hơn. Có nghĩa là cái sự hình thành các cái hạt phấn đó nó không được. Cái hoa lúa đã bắt đầu có hình thành ra rồi, thì cái vỏ trấu nó cũng có, nhưng mà nó chưa phát triển hoàn chỉnh, thì bắt đầu hình thành các cái hạt phấn, nhưng mà các cái hạt phấn đã lại không có tiếp tục phát triển, nên cái hoa lúa nó sưng lại đó, rồi coi như là mình gọi là sảy hoa, có nghĩa là hoa lúa không tiếp tục phát triển nữa. Nên khi nó trổ ra, mà cái chỗ này anh Vũ với bà con thấy nè, ở trên cái cây lúa nó có cái đặc biệt cái chỗ là ở cuống hoa của nó là không có cái tầng rời, coi như có lép thì cũng dính ở trên. Có lép rồi trổ ra nó cũng còn dính ở trên đó, nên bà con mình mới phát hiện. Với như sầu riêng ấy nãy kia nó rụng mất tiêu rồi, bà con không thấy được cái gọi là cái bể đầu bông đó đâu. Bà con mình sẽ không nóng ruột đâu, bị nó mất rồi. Nhưng mà đằng này trên cái lúa nó còn dính lại cái đó. Nhưng mà dính thật ra cũng không phải là nhiều đâu. Nó chỉ vài hạt nó nằm ở trên đó thôi. Nên tôi nghĩ rằng bà con mình cái này thường hồi trước thì cái giống 5451 thì nó bị nhiều. Cái tương tác giữa kiểu gen và với cái môi trường đó, nên nó có xảy ra hiện tượng đó, nhưng mà nó cũng không phải là nhiều, nó không phải là lớn. Bởi vì cái kiểu gen môi trường vậy thì cái vấn đề sửa nó không được, cái kiểu gen nó đã tương tác với môi trường. Chỉ khi nào có những cái thời điểm mà thời tiết mà nó không có tương tác, không có thuận lợi với cái kiểu gen đó thì nó không có. Chỉ vậy thôi. Bà con thân mến, thì coi như những cái hạt đó thì nó đã là chuyện đã rồi rồi. Thì bây giờ quý anh quý chú mình hãy có những thao tác để giúp cho những cái hạt nguyên vẹn còn lại sạch bệnh nè. Rồi giàu gạo mạnh nữa thì chúng ta vẫn đảm bảo được năng suất. Còn cái vấn đề mà phục vụ cho giai đoạn làm đồng, làm sao mà nó được yêu cầu thì mình phải có một cái chương trình khác để mình đào sâu hơn. Vâng, và thưa thầy, qua ba câu hỏi thì con cảm giác là thời gian gần đây thì các nhà nông mình lại chú ý thêm rất là nhiều cái về cái chi tiết của cây lúa, thì con thấy nó cũng rất là hay rồi á. Thay vì lúc trước thì mình chỉ tổng quát thôi, và hy vọng là với cái cách này thì càng ngày cây lúa của chúng ta sẽ càng được khai phá để bà con mình có được nhiều cách để mình tác động giúp tăng năng suất. Và mình còn hai cái vấn đề của nhà nông nữa, Hoàng Vũ cũng xin được mở tiếp theo đây. Vâng, nội dung bà con mình gửi về như sau. Nghe khoa học khuyến cáo, lúa đỏ đuôi hãy xiết nước để thu hoạch. Đất em trũng thấp thì chỗ đều em xiết nước luôn được không? Cái vấn đề này là xiết nước cho nó cứng đất chứ cho máy nó dễ thu hoạch đó nè. Nhưng mà giờ ảnh nói là khoa học thì khuyến cáo là lúa giai đoạn chín đỏ hãy xiết, giờ đất lung quá rồi xiết sớm được hay không cái này ha. Cái vấn đề xiết nước không phải là tự mình quyết định bao nhiêu ngày, mà chính đất mới là cái người quyết định của cái việc đó.
Thành ra cái câu hỏi này cái em đã tách ra đất của em lung trũng thì biết em đã hiểu cái chuyện đó là rõ rồi. Chứ nhiều người nói là bây giờ tôi 15 ngày nữa sau thu hoạch tôi sẽ xiết xiết nước. Mình đưa ra một cái con số đó cho chính bản thân đất mình thôi với người khác không được. Ví dụ như cái đất gò nó mất nước rất là nhanh, đất cát đi. Mà mình rút nước sớm quá cái thiếu nước lúa bị hát. Dạ dạ. Không? Nên cái đó là đâu có được, đâu có được. Thành thử là cái này là tùy thuộc vào bà con nông dân của mình. Nhưng thông thường chúng ta không để cho cái cây lúa mà trong cái thời gian mà vô gạo nó bị gọi là bị stress mất nước. Stress mất nước là tại sao? Là bởi vì lúc đó rễ không hút được được nước nữa, mà nước là cái nguồn nguyên liệu để cho cái bộ lá đồng đó nó lấy cái nước đó làm nguyên liệu cộng với khí carbonic để tạo ra cái dinh dưỡng đường bột. Mà đường đó nó từ cái bộ lá đồng nó mới đem vô trong cái hạt lúa. Mà bây giờ không có nước thì nguyên liệu không có thì làm sao nó tạo ra đường, thì lúc đó lép chạy nó sẽ xảy ra. À, cái hạt nào chín rồi thì chín, nhưng mà cái hạt mình ăn sau nó sẽ bị lép chạy. Nên bây giờ cái cách để bà con á, thường thường hồi trước thì người ta sẽ đào một cái lỗ như thế này. Miễn mà mình làm sao là tới chừng mà lúa chín rồi mà nước nó rút khỏi cái mặt đất khoảng tới chừng tấc rưỡi mà trên cái đất sét của kiểu đồng bằng của mình là đạt đấy. Tức là ở trên nó cũng không có đến nỗi là bị thiếu nước. Yeah. Chứ còn bà con mà bây giờ để dư nước thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái gặt đập như là anh Vũ nói là để cho dễ gặt đó. Nhưng mà để thiếu nước thì nó sẽ lúa sẽ bị háp. Nên bây giờ bà con phải lưu ý, bây giờ làm sao chỉ cho bà con mình cái cách đo cái ẩm độ được. Cái đấy thì phải có dụng cụ, phải có máy móc đo ẩm độ. Nên bây giờ mình chịu khó mình đào cái lỗ như thế này, coi cái mực nước ở trong á. Bởi vì đánh giá rằng là nếu mực nước mà xuống tới khoảng cỡ chừng một tấc rưỡi như thế này đây á, thì nó đảm bảo rằng nó vẫn ẩm đến nó cung cấp đủ cái nước cho cái cây lúa. Còn nếu mà nó sụt xuống như thế này nhiều quá thì lúc đó rễ không có ăn xuống nổi để mà lấy được nước thì nó gây ra thiếu nước ở bên trên. Dạ, đó là vậy. Vâng, thì cũng xin tiếp nối cái những chia sẻ của thầy, thì Hoàng Vũ có một cái kinh nghiệm của các anh chú cũng chỉ cho Hoàng Vũ và xin được chia sẻ lại cho anh. Thầy biết không thầy, có nghĩa là các anh chú nói bây giờ mình cứ tháo nước ruộng mình ra đi. Khi nào mình đi mà cái chân mình không dính sình nữa, lúc đó mình hãy cần bơm nước vô. Còn nếu mà đi đạp cái giò còn dơ đó là coi như ruộng vẫn đủ nước. Thì mình có thể làm cách này để mình phục vụ quản lý nước cho ruộng nha anh ha. Vâng, bà con thân mến, thì chúng ta còn một cái vấn đề cuối cùng. Và không biết nhà nông may mắn sẽ có câu hỏi gì để được thầy giải đáp đây. Hoàng Vũ xin được đọc. Lép xanh sao chỗ là do đâu và cách khắc phục có khó không? Hồi nãy là lép trắng ở trên đầu mà thầy dùng từ là bể đầu bông. Còn cái lép này là lép xanh thì con hồi nãy con có nghe thầy nói là từ sảy hạt đó thầy. Lép xanh có nghĩa là mình đã dòm thấy được cái vỏ chấu nó nguyên, nó mới màu xanh. Cho nên không biết là cái suy nghĩ của con có đúng với cái ý anh này muốn hỏi không anh thầy ha? Cái tiến trình mà cái vỏ trấu nó chuyển màu á, thì bà con thấy là ở lúc mà nó còn nằm ở trong cái bẹ của cái lá cờ á, nếu mà bà con moi ra coi cái vỏ trấu của nó cái màu trắng nha, trắng chứ chưa xanh. Khi nào mà nó thoát ra khỏi cái bẹ của lá cờ rồi, nó tiếp xúc được với nắng mặt trời thì cái diệp lục tố ở trên đó nó mới hình thành. Mà nếu như mà sau đó mà nó không có thụ phấn thụ tinh á, thì cái diệp lục tố đó, bởi vì không thụ phấn thụ tinh thì coi như cái hoa đó là đã là gọi là sảy hạt rồi, thì nó sẽ bắt đầu là mất dần diệp lục tố để nó chuyển qua giống như cái lép vàng vi khuẩn mình ấy đó. Còn bây giờ cái lép xanh này á, thì bà con phải nghĩ tới cái chỗ là bây giờ như vậy là cái sự thụ phấn thụ tinh nó vẫn có diễn ra, tức là cái việc mà đẻ hạt nó được hình thành, nhưng mà sau đó có thể là vấn đề về dinh dưỡng nó không cung cấp đủ cái dinh dưỡng để cho cái hạt gạo của nó ở bên trong nó phát triển, mà nó thiếu nhiều quá. Nên như vậy là nó vẫn nuôi một cách cầm chừng, thì cái chỗ này thì cái chỗ mà lép xanh, bởi vì nó khác với cái lem lép hạt. Cái lem lép hạt là do bệnh là nó tấn công lên trên cái đó, còn cái này là do tôi nghĩ rằng cái vấn đề là dinh dưỡng nhiều hơn, tức là cái nguồn dinh dưỡng nó không cung cấp đủ cho cái hạt lúa. Nhưng mà cũng không phải là
nó không thụ phấn thụ tinh để mà nó cái hoa lúa đó coi như cái là cái sảy hạt, tức là đời sống của hạt lúa tới đó là chấm dứt. Nếu mà chấm dứt thì cái diệp lục tố nó sẽ mất đi, nó không còn xanh nữa. À, thì còn xanh có nghĩa là nó vẫn còn có cái duy trì sống nhưng mà cái dinh dưỡng nó không đủ. Vâng, bà con thân mến, thì về cái vấn đề lép xanh, bà con mình cũng đã được nghe thầy phân tích rồi. Vậy thì trong cái quá trình lúa làm đồng nè, thậm chí lúa tới chỗ thì mình phải đảm bảo về cái mặt dinh dưỡng của ruộng lúa. Tại vì bà con mình hay có những câu hỏi hồi xưa đó thầy, thì quý anh chú mình hay hỏi là mình phun thuốc gì để lúa chúng. Còn cái xu hướng đó hiện tại thì quý anh chú mình cũng đã thay đổi rồi. Bây giờ tôi bón phân làm sao để lúa tôi được trúng mùa. Có nghĩa là cái xu hướng bà con mình hiểu về dinh dưỡng nó cũng đã được thay đổi. Và Hoàng Vũ nghĩ là với cái vấn đề mình chăm sóc cho ruộng lúa khỏe đó bà con, mình sẽ còn tiếp nối rất là nhiều, chứ không chỉ đơn thuần là một cái ngày đặc biệt ngày hôm nay hả bà con ha. Nhưng mà qua đó thì cũng chúc mừng cho năm nhà nông cũng được thầy lì xì cho những giải pháp phục vụ canh tác. Và ngay bây giờ thì Hoàng Vũ xin được mời thầy và quý nhà nông mình có ít phút giải lao để chúng ta chuyển qua phần kết của chương trình ngày hôm nay. Vâng, Hoàng Vũ xin chào mừng bà con mình đến với cái số đặc biệt ngày hôm nay hả bà con ha. Vâng, và chỉ cần ít phút giải lao thôi thì Hoàng Vũ đã có một cái phần quà trên tay. Và kính thưa thầy, đây là một cái phần quà mà chúng con và nhà nông đã suy nghĩ coi như là không biết tặng cái gì ý nghĩa nhất. Và con nghĩ đây là cái phần quà ý nghĩa nhất để tặng cho thầy nhân cái ngày này. Và thường thì tặng quà về nhà mới mở ra coi, nhưng mà xin phép thầy có thể mở ra cho chúng con cũng như nhà nông biết luôn. Coi chứ. Dạ, con xin mời thầy. Rồi, cảm ơn anh Vũ với cái... Dạ, đây. Ôi! Dạ, thưa thầy, thì đây là một cái bức tranh được mô phỏng hình ảnh của thầy. Và đặc biệt là đây là những cái kết tinh từ những cái hạt gạo, những cái hạt ngọc mà đâu đó cũng một phần nữa thầy. Được thầy tiếp sức bằng những cái giải pháp phục vụ canh tác. Thì con nghĩ đây là cái món quà quý nhất, tại vì đụng chỗ nào nó cũng hạt ngọc không. Dạ, thì chắc chắn là đầu năm con cũng xin thầy có một cái lời chúc gì dành cho tất cả nhà nông trong cái vụ đông xuân muộn còn lại, cũng như là trong năm nay luôn thế này ha. Dạ, dạ. Thì qua cái hình này thì tôi thấy là cái sức sống của mình nó được tiếp sức để đồng hành cùng lại với chương trình cũng như là bà con nông dân của mình trước cái thềm năm mới. Trước nhất là chúc cho về phía chương trình đẩy mạnh để giúp cho mạnh hơn nữa, để giúp cho bà con nông dân của mình hiểu sâu hơn trong cái kỹ thuật canh tác, để thì cuối cùng cũng chỉ để làm tăng năng suất, giảm chi phí để mà tăng cái lợi nhuận của bà con nông dân của mình. Thì cái điều đó thì nó cũng rất là quý cho bà con nông dân. Còn về phía bà con nông dân thì tôi cũng chúc cho bà con của mình tiếp tục theo dõi những cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật để mình cải tiến cái công việc sản xuất của mình, bởi vì khoa học nó càng ngày càng phát triển mà chúng ta canh tác thì phải thông minh để khai thác các cái tiến bộ đó để giúp cho cái việc sản xuất của mình nó được tốt hơn. Và tôi hy vọng rằng trong năm mới bà con mình sẽ gặt hái được nhiều cái kết quả to lớn. Xin chào. Dạ, kính thưa thầy, thì con xin được chuyển những cái lời chúc của thầy thành hai câu thơ sau đây. Khoa học tiến bộ mang sang, hỗ trợ sản xuất, dân làng sướng vui. Và cũng tiếp nối những cái câu chúc của thầy, ban biên tập xin gửi đến bà con mình. Năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, phát tài và luôn có những cái vụ mùa thuận lợi. Vâng, và cuối lời thì một lần nữa con xin cảm ơn thầy đã tham gia chương trình đầu năm rất là ý nghĩa, và cảm ơn quý anh chú mình cũng đã tham gia đồng hành hết chương trình cũng như để lại những cái bình luận bên dưới.
Một lần nữa thì Hoàng Vũ cùng với giáo sư Nguyễn Bảo Vệ xin được trân trọng kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau. Dạ, cảm ơn thầy. Thank you.